Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 đến 6 giờ ngày 10 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca lây nhiễm trong nước. Có 2 trên 62 tỉnh thành trong 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới. Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 5.144 ca lây nhiễm trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.490, Bình Dương 1.325, Đồng Nai 354, Long An 313, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Tây Ninh 102, Tiền Giang 100, Bến Tre 58, An Giang 53, Vĩnh Long 52, Sóc Trăng 43, Ninh Thuận 32, Kiên Giang 26, Cần Thơ 23, Đắk Lắk 19, Phú Yên 13, Đồng Tháp 13, Hậu Giang 8, Gia Lai 6, Cà Mau 2, Hải Dương, Bạc Liêu, Hà Nội mỗi nơi 1 ca, trong đó có 662 ca trong cộng đồng. Như vậy, đến sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, Việt Nam có 224.894 ca mắc, trong đó 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 220.957 ca, trong đó 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.